Ngày 31 tháng 10, một đoạn video clip dài hơn 4 phút được đăng tải trên Facebook ghi lại cảnh hàng trăm học sinh tổ chức lễ chia tay ông Hoàng Minh Ngọc, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh, huyện A Hà Leo, tỉnh Đắk Lắk. Trong đoạn video clip này, thì các học sinh đã chuẩn bị hai tấm băng rôn in hình thầy với dòng chữ như là thầy Hoàng Minh Ngọc mãi đỉnh và chúng em cảm ơn thầy, khi thầy hiệu trưởng bước vào sân trường thì bài hát bụi phấn được phát lên. Ngay sau đó thì hàng trăm học sinh đứng ở hành lang vẫy tay và hô to. Chúng em cảm ơn thầy. Nhiều học sinh còn chạy xuống sân tặng thầy những bông hoa tươi. Cô Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh xác nhận rằng đoạn video clip ghi lại buổi chia tay do học sinh và giáo viên tổ chức vào sáng 31 tháng 10. Nhân vật chính trong đoạn video clip này là thầy Hoàng Minh Ngọc, 61 tuổi, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Chu Trinh. Thầy Ngọc sẽ chính thức nghỉ hưu từ ngày 1 tháng 11. Biết tin thầy về hưu thì toàn bộ 1.400 học sinh và giáo viên đã tự tổ chức buổi lễ chia tay ấm áp và xúc động. Mọi thứ từ băng rôn hình ảnh đến kịch bản đều do học sinh và các thầy cô giáo thảo luận cùng nhau. Tại buổi chia tay thì thầy Ngọc bày tỏ sự bất ngờ và cảm động trước sự quan tâm của các em học sinh và đồng nghiệp, đồng thời cho biết ông sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Nhiều người trên mạng xã hội đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với buổi lễ chia tay đầy ý nghĩa này. Ngày 31 tháng 10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng Công an xã Cư Ê Bù, thành phố Buôn Ma Thuột xác minh vụ việc người dân trình báo bị kẻ gian đột nhập và lấy trộm một lượng cà phê lớn. Theo phản ánh của ông Trần Văn Luyến, 55 tuổi, trú tại thôn 3, xã Cư Ê Bu, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc, vào sáng nay, tức là sáng 31 tháng 10, khi gia đình ông tỉnh dậy phát hiện nhiều bao cà phê tươi để ở góc sân đã bị mất. Khi kiểm tra thì ông phát hiện cổng chính vẫn khóa cửa, tuy nhiên hàng rào B40 bên hông đã bị cắt. Quan sát lại camera an ninh của gia đình thì ông Luyến nhìn thấy có hai đối tượng đi xe máy đã cắt lưới để đột nhập vào sân và trộm các bao cà phê tươi. Sau đó thì các đối tượng chở các bao cà phê rời đi. Liều lĩnh hơn chúng còn quay lại nhiều lượt để trộm thêm. Ông Luyến cho biết gia đình ông bị mất trên 600 kg cà phê tươi. Đến trưa 31 tháng 10 thì lực lượng công an đã tiến hành các bước để phục vụ công tác điều tra. Chiều 31 tháng 10 tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước thông tin Trung Quốc triển khai các thiết bị quân sự trên đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao ông Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam hết sức quan ngại trước thông tin này. Ông Đoàn Khắc Việt nêu rõ Việt Nam mạnh mẽ phản đối mọi hoạt động xâm phạm chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 liên quan đến việc lực lượng chức năng của trung quốc bắt giữ tàu cá và ngư dân việt nam ông đoàn gốc việt nhấn mạnh hoàng sa là của việt nam việt nam có chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán với quần đảo hoàng sa và các vùng nước phụ cận điều này đã được chúng tôi nhắc lại khẳng định nhiều lần việc lực lượng chức năng trong đó có lực lượng hải cảnh của trung quốc bắt giữ trái phép tàu cá và ngư dân việt nam trên vùng biển hoàng sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa vi phạm các quyền cũng như lợi ích cơ bản hợp pháp chính đáng của ngư dân việt nam việt nam kiên quyết phản đối và yêu cầu trung quốc tôn trọng quyền của việt nam ở quần đảo hoàng sa thả ngay toàn bộ tàu cá và ngư dân của việt nam bị bắt giữ trái phép bồi thường thỏa đáng các thiệt hại đồng thời chấm dứt không để tái diễn các hành động quấy nhiễu bắt giữ trái phép các tàu cá và ngư dân việt nam tại quần đảo hoàng sa của việt nam Mới đây đại diện Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội đã yêu cầu trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành phải tổ chức xin lỗi phụ huynh học sinh liên quan đến sai phạm trong việc tuyển sinh 174 học sinh lớp 10 mà không có sự cho phép của sở. Ngày 28 tháng 10 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã tổ chức buổi làm việc về công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 của trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành. Ông Phạm Quốc Toản, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc. Sở yêu cầu trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành tổ chức buổi làm việc gồm nhà trường, ban kiểm soát và 174 phụ huynh học sinh. Trường Trung học phổ thông Văn Lang nơi đề xuất chuyển 174 học sinh đến để thống nhất phương án xử lý, đảm bảo sự đồng thuận của 100% phụ huynh. Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội, nhà trường phải tổ chức xin lỗi phụ huynh học sinh về những sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 10 khi chưa được phép. 174 học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiến Thành tuyển trái phép được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội xem xét cho chuyển sang trường Trung học phổ thông Văn Lang. Đối với phụ huynh có nguyện vọng chuyển con sang trường khác, nhà trường phải hướng dẫn tạo điều kiện, tuyệt đối không ép buộc. Sở cho biết sẽ xử phạt hành chính trường Trung học phổ thông Tô Yên Thành, đồng thời yêu cầu nhà trường thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, kiến nghị thành phố rút giấy phép hoạt động. Nếu có dấu hiệu hình sự, chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định. Trước đó, hàng trăm phụ huynh có con em học lớp 10 tại trường Trung học phổ thông Tô Yên Thành, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, đang đứng ngồi không yên khi bất ngờ phát hiện con em đã đi học hơn 2 tháng nhưng không có mã số học sinh trên hệ thống của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội do nhà trường tuyển sinh trùi. Những ngày qua, dư luận tỉnh Quảng Nam xôn xao trước câu chuyện một cá nhân sau khi cài đặt app ứng dụng eTech Mobile thì bỗng nhiên thấy thông báo mình đang nợ thuế. Mới đây, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Quảng Nam vừa lên tiếng giải thích rõ về sự việc này. Chị Nguyễn Thị Thu Thảo, chú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi cài ứng dụng e Mobile, chị bất ngờ nhận được thông báo đang nợ thuế 114.000 đồng, trong khi trước đó khi quyết toán thuế xong, chị đã nhận được 114.000 đồng tiền hoàn thuế. Chị Thảo cho rằng có thể cơ quan thuế cộng thu nhập cả hai nơi và đưa khoản tiền hoàn thuế đã trả vào diện nợ thuế. Khi tìm hết các chương trình, các mục trong app e Mobile, chị Thảo không thấy có hướng dẫn hoặc thông báo cụ thể về cách thức trả lại khoản tiền hoàn thuế này. Chỉ thấy mỗi thông báo đang nợ thuế. Trả lời về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Tiếp, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, năm 2022, chị Thảo có hai nguồn thu nhập, do đó trường hợp của chị phải tự quyết toán với cơ quan thuế. Tuy nhiên, chị đã ủy quyền cho một công ty quyết toán dẫn đến số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ khoản thu nhập tại đơn vị được ủy quyền quyết toán thì thừa. Số tiền thừa này đã được công ty chuyển trả lại cho chị Thảo. Còn thu nhập các nơi khác khi đơn vị chi trả chưa khấu trừ đủ 10%, thu nhập vãng lai từ 120 triệu đồng trở xuống, thì còn thiếu nên mới xảy ra sự việc nêu trên. Qua sự việc của chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Cục Thuế, tỉnh Quảng Nam đã chủ động chỉ đạo công chức thuế tiếp tục hướng dẫn chị cách thực hiện thao tác trên e Mobile, cũng như một số chính sách thuế thu nhập cá nhân để chị thực hiện đúng quy định về thuế thu nhập cá nhân, cũng như sử dụng thành thạo ứng dụng e Mobile cục trưởng cục thuế tỉnh quảng nam cũng cho biết thêm ứng dụng etech mobile được cục thuế tỉnh quảng nam tập trung triển khai bằng nhiều hình thức và có nhiều lợi ích cho người nộp thuế như tra cứu nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân giá trị gia tăng lệ phí trước bạ phi nông nghiệp tra cứu thông tin quyết toán tra cứu người phụ thuộc cho phép tra cứu được tất cả thời gian giảm trừ của người phụ thuộc đã từng gắn với người nộp thuế, thay đổi thông tin nộp thuế điện tử thông qua kết nối tích hợp trực tuyến với hệ thống các ngân hàng thương mại. Ngay khi vừa nhập cuộc đấu trường nhan sắc quốc tế Miss Universe 2024 tại Mexico, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã nhận được nhiều lời khen từ khán giả quê nhà bởi trang phục đẹp, ngoại hình chỉnh chu và thần thái tự tin khi đặt chân xuống sân bay quốc tế bentino juarez kỳ duyên có hoạt động đầu tiên là giao lưu với truyền thông cô thể hiện sự thoải mái tự tin cởi mở và luôn nở nụ cười trước ống kính kỳ duyên giới thiệu về bản thân khá đơn giản lưu loát cô nói hành trình chinh phục giấc mơ lớn của cuộc đời tôi mang tên giấc mơ hoàn vũ tôi sẽ cố gắng hết sức mình để hai tiếng việt nam được hô vang nhiều lần nhất trên sân khấu của miss universe đại diện đến từ việt nam diện áo dài cách điệu màu đỏ ôm sát body vừa thanh lịch mà vẫn tôn được vóc dáng Kỳ Duyên tạo điểm nhấn cho trang phục bằng cách cắn thêm hoa đỏ trên tóc và cầm quạt xếp cùng tông màu. Trong hoạt động của buổi sáng ngày tiếp theo thì Kỳ Duyên diện váy trắng trễ vai, tóc búi gọn gàng. Khi đứng cạnh những người đẹp khác, Kỳ Duyên không hề lép vế mà còn nổi bật với phong thái tự tin. Sau khi đăng quang Miss Universe Việt Nam 2024, Kỳ Duyên chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị cho Miss Universe 2024. Cô luyện tập cường độ cao, ăn uống nghiêm ngặt, trau dồi ngoại ngữ và kỹ năng ứng xử. Với kinh nghiệm 10 năm hoạt động nghệ thuật và hai lần đăng quang hai cuộc thi sắc đẹp uy tín tại Việt Nam, Kỳ Duyên được khán giả đặt nhiều kỳ vọng tại đấu trường quốc tế.